Em xin giới thiệu, đây là dòng máy tính All-in-One, hàng nội địa Nhật của thương hiệu Apple, hay còn một cái tên gọi khác là iMac. Bây giờ mình cùng xem cấu hình của máy. Máy này đang chạy hai hệ điều hành macOS 10.11.6 và một hệ điều hành song song là hệ điều hành Windows 7. Em đã cài đầy đủ ứng dụng, các bác chỉ cần mua về mình cắm chuột phí là mình sử dụng ok rồi nha. CPU Core 2, RAM 6GB và card màn hình rời AT Radeon HD 2006 và ổ cứng là HDD 500GB. Độ lớn màn hình lên tới 24 inch. Sau khi mà em quay bên hệ điều hành Mac xong, em sẽ tiếp tục hướng dẫn các bác sử dụng trên hệ điều hành Windows 7. Thay vì những dòng Dead Note All-in-One của Sony, Fujitsu, NEC, Toshiba thì mình gọi là Dead Note All-in-One, thì cái dòng iMac này cũng gọi là Dead Note All-in-One tất cả trong một, nhưng mà của riêng thương hiệu Apple nên mình được gọi là iMac. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bảo hành 3 tháng nên các bác yên tâm sử dụng. Toàn thân của máy được bọc nhôm nguyên khối, hình thức rất là sang trọng và đẹp. Bây giờ mình cùng xem ngoại hình xung quanh của máy. Nó bọc nhôm nguyên khối như vậy. Bên hông là ổ đĩa DVD dạng đĩa nút. Phía sau được trang bị đầy đủ các ngõ USB, ngõ phone, ngõ mic để mình kết nối thiết bị ngoại vi. Đây là góc cạnh còn lại phía bên tay phải. Chỗ này là nút tắt mở nguồn trên máy. Đây là tổng thể mặt sau của máy. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc trước giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% thì bên em sẽ tặng cho mình bộ phím chuột như trên clip như vậy và bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Máy được tích hợp đầy đủ từ phần cứng đến phần mềm. Phía trước là màn hình 24 inch Full HD. Phía sau màn hình được tích hợp đầy đủ gồm có main, RAM, CPU, ổ cứng, có luôn loa wifi, webcam để cho mình làm việc, cho con em mình học tập. Nếu nói về thương hiệu Apple thì tất cả các sản phẩm của hãng này đã quá nổi tiếng. Từ màn hình, từ hệ thống âm thanh, từ thiết kế ngoại hình, tất cả đều mang đến cho người tiêu dùng một cái cảm giác vừa sang trọng, vừa đẳng cấp và vừa siêu bền luôn. Nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào hãng Apple. Hiện tại thì em vừa về được hai cái. Cái này là 24 inch. Và bên này là cái iMac 27 inch. Các bác có nhu cầu mua 24 inch hay 27 inch thì cứ liên hệ với bên em nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của cái iMac 24 inch này. Trên hệ điều hành macOS em cả cài đầy đủ các phần mềm cho các bác sử dụng. Mình sẽ có kho ảnh nè, Safari nè, Google Chrome nè và nhiều tiện ích khác. Mình nhìn sơ qua thì giống hệt như cái iPhone đúng không? Hệ điều hành macOS nó xài tương tự như cái iPhone của mình. Nếu mà mình đã xài chán Windows 7 thì lâu lâu mình vào trải nghiệm hệ điều hành này để mình trao đổi thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nha. Máy tính đầy đủ loa wifi webcam mà hệ thống loa nghe xuất sắc luôn, giống như là mang cả khu giải trí vào căn phòng của mình vậy đó. Cho con em mình học tập trong mùa dịch online này vô cùng hữu ích, vì loa rất là lớn, mình không có tốn tiền mua thêm cái headphone. Mà các bác biết là đeo headphone nhiều chừng nào thì dễ hư tai nhiều chừng nấy. Cái thứ hai nữa thì webcam sắc nét nè. Cái thứ ba là wifi bắt sóng rất là tốt nè. Cái thứ tư là màn hình rất là lớn nè, để cho con em mình dễ dàng học tập, cho các giáo viên dễ dàng dạy online. Và đặc biệt các bác làm việc văn phòng, Word, Excel, PowerPoint, hay là các anh chị có cửa hàng showroom dùng làm máy tính tiền, làm máy thu ngân cực kỳ sang trọng. Bây giờ em sẽ test lo wifi webcam cho các bác tham khảo. Cái iMac này bắt sóng wifi cực kỳ tốt luôn, cách xa 200-300 mét mà nó vẫn thu được sóng wifi nha. Đây là biểu tượng của wifi, đây là biểu tượng của loa, đây là biểu tượng của bluetooth, và phía dưới biểu tượng của trái táo này là nguyên hệ thống loa rất là lớn nằm ở dưới. Ở đây em đã mở sẵn các line nhạc, gồm có nhạc vàng của ca sĩ Thanh Tuyền nè, nhạc không lời nè, tép webcam nè, micro nè. Đây webcam rất là sáng và đẹp, sắc nét vô cùng, thương hiệu Apple thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Tiếp theo em sẽ test nhạc cho các bác tham khảo chất lượng âm thanh, rồi mình sẽ qua hệ điều hành Windows 7 nha.
20kg. Thiết kế thì khỏi bàn cãi là rất là đẹp và sang trọng. Mình có thể dùng giải trí như là xem phim nè, nghe nhạc nè, lướt web nè, có thể sử dụng Zalo nè, Viber gọi video call nè, hoặc là mình làm việc văn phòng, Word, Excel, PowerPoint, hoặc là mình dùng học tập online trong mùa dịch, hoặc là các bác giáo viên dạy online, tất cả đều ok. Khi mà webcam hoạt động thì trên này nó sẽ cháy cái đèn màu xanh lên. Không cần dây nhợ rùm ra, chỉ cần một cái màn hình như vậy tích hợp đầy đủ từ phần cứng đến phần mềm cho mình học tập, giải trí và làm việc. Tiếp theo em sẽ test nhạc vàng cho các bác tham khảo. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Đây. Vậy là các chức năng trên máy này hoạt động ok. Mình sẽ cùng qua hệ điều hành Windows 7. Khi mình muốn qua hệ điều hành Windows 7 thì các bác đè vào nút Alt Tab như vậy. Đè khoảng 3 đến 5 giây thì trên màn hình sẽ xuất hiện 3 ổ đĩa. Ổ mặc định là macOS, ổ thứ hai là Windows 7 và ổ thứ ba là Recovery. Mình không có nhấn vào ổ này nha. Các bác chọn Windows giúp em, sau đó Enter. Sau khi nhấn Enter thì máy sẽ khởi động vào hệ điều hành Windows 7. Trên hệ điều hành Windows này, em đã cài đầy đủ các ứng dụng để cho mình sử dụng rồi nha. Vậy là em đã test hai hệ điều hành Windows và macOS cho các bác tham khảo, cũng như quay ngoại hình và test các chức năng trên máy này rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip. Cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn thì vui lòng vào Zalo 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng.